Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về khu vực suối nước nóng Bình Châu, Minera. Và ở đây, ngay tại khu vực này thì đã đạt những giải thưởng lớn của Hiệp hội Suối khoáng Thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyến hành trình khám phá để xem tại suối khoáng Minera có những điều gì thú vị các bạn nhé. Yeah! Đầu tiên thì mình đang ở khu vực resort của Minera và mình đi tung tăng trên khu vườn. Ở nơi đây thì sẽ có rất là nhiều những cái cây cổ thụ lâu năm, bởi vì suối nước khoáng Minera đã được người Pháp tìm ra cách đây gần 100 năm các bạn ạ. Và những cái khu rừng này thì khi người Pháp đến thì nó đã có hết. Đâm ra họ cố gắng bảo tồn khu rừng nguyên sinh này. Và bây giờ thì mình ở tại resort này thì mình vừa đã được hưởng cái bầu không khí thiên nhiên của khu vực suối khoáng nóng, vừa được tận hưởng những cái dịch vụ, những cái địa tác của khu vực suối khoáng nóng, mà chúng ta còn được ngắm cả một khu rừng tuyệt vời nữa. Mình thích những cái dòng cây đại này, đẹp quá các bạn ạ. Yeah. Và rất là nhiều những cây xanh bám sát trên những khu villa và đường đi vào khu vực hồ bơi suối khoáng. Tất cả chúng ta khi mà đến đây nghỉ dưỡng thì buổi sáng chúng ta nên bơi vào đây hoặc là buổi chiều mát. Đây là khu vực suối khoáng Dara. Giới thiệu với các bạn, đây là khu vực suối khoáng Dara. Ở đây có những cái hồ bơi bằng khoáng là để cho chúng ta vừa trải nghiệm và kể cả những cái hồ bơi cặp đôi nữa các bạn ha. Da. Đây là bên trong khu vực suối khoáng nóng Dara. Với rất là nhiều view xinh đẹp để các bạn có thể trải nghiệm nè. Và một ngày detox cơ thể bằng nước suối khoáng nóng. Trong khu vực này thì rất là dễ thương với nhiều hồ bơi suối khoáng nhỏ nè các bạn. Chúng ta có thể đi với một nhóm bạn hoặc là một gia đình thì ở đây là những cái hồ mini rất là tuyệt vời để chúng ta tắm khoáng và thả sức thư giãn. Yeah, thật là quá tuyệt vời đúng không các bạn? Đây là khu vực chúng ta có thể massage bằng suối khoáng và một chiếc hồ tắm khoáng rất là rộng. Yeah, các bạn sẽ tắm khoáng và bơi khoáng ở tại nơi đây. Rất là tuyệt vời. Và bên cạnh này chúng ta có thể qua để bơi hồ bơi nước ngọt và thư giãn. Ở đây có lượng cây xanh rất lớn nên là bất cứ khu vực nào các bạn cũng có thể thư giãn được hết. Và ngay khác khu vực hồ bơi suối khoáng Dara thì có cà phê Lily. Đây chúng ta có thể ngồi thư giãn, nói chuyện và ngắm toàn bộ khu rừng cũng như khu biệt thự ở Khoa. Thật là tuyệt vời đúng không các bạn? Yeah, mời các bạn đến với Coffee Lily. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về khu vực hồ khoáng nguồn. Ở nơi đây chính là điểm khởi điểm của 70 lỗ phun tự nhiên nhất của suối nóng Bình Châu. Yeah, ôi, thật là tuyệt vời. Mình đang đi dọc trên con đường gỗ và hai bên hồ suối khoáng cứ hiện ra. Các bạn nhìn này, khói cứ đang bốc lên. Ôi, sao nó như những câu chuyện cổ tích kia các bạn ạ. Khói rồi sương mờ ảo với những cái hàng cây, nhìn vừa sợ vừa thích thú đúng không các bạn? Mình lại rất là thích khung cảnh hoang sơ ở nơi đây. Chứ nếu mà ở đây mà làm lại mà làm một cái gì đó nhiều màu sắc thì có khi mình lại không thích bằng cái cảm giác như lúc này. Và đây mình đang đi vào khu vực giữa trung tâm của suối khoáng nguồn. Ở đây thì có hai hướng để đi lại phía trung tâm này. Bây giờ thì mình sẽ tiến ra khu vực hồ để giới thiệu với các bạn nhé. Wow, trời ơi, khói bốc lên nghi ngút luôn. Trời ơi, nhìn đẹp quá các bạn ơi. Ôi, trông như cả câu chuyện thần thoại á. Nếu mà chúng ta mà bước ra đây và một cái gì sơ sảnh, trái trứng luộc chính là chúng ta. Và suối nước nóng Bình Châu là một trong những mạch nước khoáng có đạt được đến độ nóng là 82 độ, cũng rất hiếm nha các bạn. Và đây này, Minera đã là thành viên của Hiệp hội Trị liệu nước khoáng của thế giới, với tất cả các độ khoáng đã được đo là đạt đến tiêu chuẩn tốt nhất cho các vùng suối khoáng nóng trên thế giới. Nên khi đến đây thì chúng ta vừa được thả mình cùng với thiên nhiên, thì chúng ta còn được làm sạch hết cơ thể và ấp những nguồn năng lượng mới và tốt đẹp. Và một số người đến đây đã để trị bệnh các bạn ha. Yeah. Các bạn ơi, mình vừa đi lấy trứng để đến khu vực luộc trứng, một khu vực rất nổi tiếng khi mà đến với suối nước nóng Bình Châu.
ở nơi đây chính là nơi khởi nguồn của những đòn phun. Ví dụ đây là 73 độ C ha. Và mỗi một cái trái trứng này sẽ là chính là cái lỗ phun tự nhiên của dòng suối khoáng nơi đây. Nên nhiệt độ ở đây thì mỗi một lỗ sẽ khác nhau nha các bạn. Nhưng mà cái lỗ trước mắt của chúng ta đây là 82 độ C, còn ở đây là 65 độ C sẽ khác nhau. Các bạn thấy nè, ôi sức khói lên kinh khủng không? Đó. Ok, ở đây nhiệt độ tối đa đạt được là 82 độ C, cũng là một điều rất hiếm ở tất cả các mạch suối khoáng nóng trên thế giới nha các bạn. Yeah. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về công đoạn luộc trứng. Nước rất là nóng đang sôi sùng sục này các bạn. Ở dưới nước đang chúng ta phải cân bằng cho dây thẳng nha. Yeah, cho chìm từ từ nha các bạn. Trứng sẽ chìm sâu xuống. Yeah. Mình rung quá vì cái giò của mình nó cứ bị nghiêng. Vậy là mình đã thả được giò trứng xuống dưới hồ nước. Và như vậy làm chúng ta sẽ đợi trong vòng 15 phút thì sẽ có trứng để mà đun trên khoáng. Một loại khoáng chất rất là tuyệt vời và sẽ ăn thôi. Xong rồi đi chơi vòng vòng thì bây giờ đã là 20 phút. Như vậy là trứng đã được chín hơn 5 phút so với quy định. An toàn để ăn thôi. Đây là thành quả trứng luộc bằng nước khoáng 82 độ của mình. Yeah. Bây giờ thì lại mang trứng để về căn phòng của mình và sẽ ăn thôi. Cưng ngâu này các bạn. Dễ thương quá. Còn đây là khu vực massage của suối khoáng. Mình rất là thích ở suối nóng Bình Châu thì tất cả các khu vực tắm khoáng đều có khu vực cho chúng ta massage toàn bộ thân thể bằng chính suối khoáng. Thật sự là tuyệt vời để đã thông hết các cả các kinh mạch của chúng ta. Yeah. Các bạn ơi, đây là khu vực nước khoáng thứ hai mang tên là ở qua, rất là dễ thương, so cute. Cho chúng ta tha hồ thỏa thích và để tâm tăng vừa là trải nghiệm nước khoáng mà vừa làm những điều mà detox cơ thể. Và đây là bên cạnh đây mình không thể giới thiệu, đây là khu vực nhà hàng, một khu vực mà chúng ta sẽ vừa tắm khoáng vừa lên tham vào trong các bữa ăn trong ngày, kể cả buffet sáng. Ôi mình rất là thích cái lượng cây xanh ở xung quanh nơi đây, chỗ nào cũng đẹp đó. Từ phía trên lầu của sảnh tiệc thì chúng ta có thể ngắm ra toàn bộ hồ bơi khoáng lớn. Đẹp quá các bạn ơi. Và rất là nhiều rặng cây xanh nữa. Và các bạn có thể ngồi ở đây và gọi một ly coffee hay ly cocktail để thưởng thức một không khí tuyệt vời. Nhà hàng với những cái đường may gỗ thật là đẹp các bạn ạ. Đây là một đường cầu thang được thiết kế rất là nghệ thuật các bạn ạ. Ở nơi đây thì chúng ta sẽ là cái khu vực để chúng ta massage. Các bạn ơi, mình sẽ giới thiệu sơ về cảnh nhà hàng tại khi ở đây thì các bạn sẽ được tắm hồ xuống nước khoáng. Sau một cái buổi mà đi chơi ở hồ nước khoáng, chúng ta đã thả mình đi thoát cơ thể rồi thì chắc chắn lúc này sẽ rất đau bụng, chỉ vài bước chân thôi là chúng ta đã có thể bước chân được hồ nhà hàng. Và như vậy thì sẽ có rất là nhiều món ăn ở đây để chúng ta lựa chọn. Thơm quá. Hôm nay thì mình chọn một món bò bụng. Ngon quá. Mình nghĩ thích những cái món heo thì như salad và có cả bơ trứng đi ra các khu vực suối khoáng. Và mình không thể không nói đến khu vực nhà tắm cũng như giường ngủ rất là tuyệt vời, cho chúng ta những buổi giấc ngủ thật là ngon sau một ngày vui chơi thỏa thích.
một diện tích rất là hợp pháp cho chúng ta thư giãn. Và những thứ nhất là khu vực ghế đây chúng ta có thể ngồi đọc sách và uống một ly trà thật ngon. Và các bạn từ cái căn view này các bạn có thể ngắm ra những cái rặng cây đẹp không? Trước cửa sổ phòng mình đó là cây bàng đỏ đó, mình thích quá đi. Một cây bàng cổ thụ về toàn bộ khu vườn này. Khu vườn này mình nghe nói là nguyên sinh từ thời xưa, khi người Pháp đến đây tìm ra khu xứ nước thắng Bình Châu thì đã nhìn thấy được, đã khám phá được khu rừng tuyệt vời này. Còn đây là khu vực bàn để các bạn có thể ngồi chờ làm việc được vào buổi sáng nè, và những trái trứng mình luộc tại khu suối nước khoáng rất là tuyệt vời. Đây, không thể không nói khu vực ban công, mình cũng giới thiệu kỹ hơn về những cây rừng cổ thụ. Khu vực rừng già này có rất là nhiều những cái cây đẹp và lạ mắt, mình sẽ giới thiệu với các bạn ở khi mà chúng ta đi tham quan rừng ha. Đến với xứ khoáng Bình Châu là chúng ta sẽ đến với 2 trong 1. Yeah, các bạn ơi, sau khi chúng ta đã được ăn sáng và nghỉ ngơi xong, các bạn có thể là thay đồ và chúng ta sẽ đến khu vực tắm khoáng lớn ở tại Minera. Đó chính là khu vực tắm khoáng Aqua. Và điều đặc biệt mà mình thích khu vực này đó chính là các bạn sẽ không cần là phải nghỉ dưỡng ở tại đây. Tại đây sẽ có bán những cái tiki kỳ với giá chỉ hơn 600k, là các bạn có thể tha hồ vào đây để tắm khoáng. Và nơi đây các bạn sẽ được thưởng thức rất nhiều loại tắm khoáng của rất nhiều quốc gia, ví dụ như là Hy Lạp này, Tây Ban Nha, Pháp, và châu Á của chúng ta thì có Nhật, Trung Quốc và cả Việt Nam nữa. Yeah, còn gì tuyệt vời hơn nữa, nên mình hay gọi đùa đây là cuộc du hành tắm khoáng khắp thế giới. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến khu vực massage chân theo phong cách massage bằng sỏi của người Himalaya. Ở đây có các loại sỏi xếp theo các hình khác nhau, và chúng ta sẽ cứ bước lên trên con đường sỏi này. Nó khá nóng mà nó khá là đau vì nó phải chạm được hết các huyệt ở dưới bàn chân của các bạn. Và mọi người thì rất là tin vào điều này sẽ chữa được nhiều bệnh cho chúng ta. Tiếp theo thì mình đang di chuyển đến khu vực là Wabi Sabi, một hình thức tắm khoáng rất nổi tiếng của người Nhật. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục vào đây xem nơi đây có những gì ha. Wow, một con đường gỗ rất là mộc mạc cho chúng ta được hoàn toàn trở về với bên trong, trở về với thiên nhiên. Đó chính là cách mà người Nhật dùng để detox cơ thể. Thiết kế quá đơn giản mộc mạc các bạn ha. Và cả một khu vườn mang phong cách Nhật Bản. Những khối sỏi lớn hay là gọi là những khối đá sắp xen kẽ cùng với những cây trong một cái vườn thượng uyển mang phong cách Nhật Bản thật là đẹp. Mình đang tiến về khu tắm khoáng đặc trưng của người Nhật. Mình đang di chuyển vào khu tắm khoáng Lộ Thiên. Người Nhật mà trong những cái mùa không giá lạnh thì họ lại thích tắm khoáng ở ngoài trời như vậy. Wow, đẹp quá. Bây giờ thì mình bước chân xuống đây, cảm giác là vẫn cứ sợ nóng các bạn. Yeah. Wow, thật là tuyệt vời. Chỉ cần nhúng chân xuống khoáng thôi là các bạn đã thấy một nguồn năng lượng chạy khắp người rồi. Ôi, không có gì tuyệt vời bằng là các bạn vừa thư giãn nè, vừa tắm khoáng, vừa ngắm ra những cái khu vườn. Đẹp quá. Yeah, bây giờ thì mình lại tiếp tục di chuyển qua nhà sông theo phong cách tắm khoáng của người Nhật. Đây là một cái loại gỗ rất là quý. Cái gỗ này nhìn nó như đá các bạn, mà chỉ có ở nước Nhật. Mà từ rất là lâu đời thì các thời vua chúa họ đã biết dùng những gỗ này và để đưa nước khoáng vào, dùng cho cơ thể của chúng ta luôn luôn có một cái lượng đề kháng tốt hơn để chống chọi với những mùa lạnh. Ở đây có những cái thùng gỗ đẹp quá các bạn ha. Và lối sống mà rất là zen của Nhật, là về nguồn thật sự. Thì mình sẽ trải nghiệm để xem như thế nào kể với các bạn nha. Wow wow, thích quá. Hơi của nước khoáng nóng nè, mùi gỗ hòa quyện đưa lên thật là tuyệt vời. Ta-da! Cứ thế là chúng ta thoải mái thôi. Và cũng như các khu vực khác thì mình đang di chuyển đây là thác đá massage. Đến đây để chúng ta sẽ xem là người Nhật sẽ tận hưởng thiên nhiên như thế nào. Yeah, lại là những khối sỏi lớn. Bây giờ thì mình sẽ bước xuống. Các bạn sẽ ngồi ở trên những cái
khối sỏi này và để cho toàn bộ nước khoáng cứ thế là massage trên suốt dọc sống lưng và vai gáy, chữa được nhiều bệnh lắm đấy các bạn ạ. Thích quá. Điểm đặc biệt của người Nhật là rất thích sử dụng các loại đá ở trên các dãy núi, từ những viên sỏi nhỏ cho đến viên lớn hay là những cái viên khối đá như thế này. Và mình còn được biết là chính nước Nhật lại là nước đầu tiên là khai sáng ra ngành khoáng nóng ở trên thế giới. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào tham quan khu nhà tắm khoáng của người Hy Lạp. Đây cũng là một quốc gia có nền tắm khoáng rất là lâu đời ở trên thế giới. Mình đang đi vào thì phong cách của người Hy Lạp vẫn là những cái hồ bơi rộng, nó gọi là nhà tắm tập thể. Đó là một nét văn hóa rất đặc trưng của người Hy Lạp và vẫn còn duy trì cho đến ngày hôm nay. Và họ rất thích ánh nắng thiên nhiên nên là ở trên trần các bạn nhìn thấy không? Những lỗ tròn sẽ đưa toàn bộ ánh nắng đi vào trong căn nhà. Bây giờ thì mình sẽ đi rời xa nước Hy Lạp để sang một quốc gia mới để xem họ tắm khoáng như thế nào. Đây là cả một khung cảnh ở xung quanh khu vườn tắm khoáng, nếu mình không nói thì sẽ thật là sơ suất. Có rất là nhiều tiểu cảnh cây xanh tuyệt đẹp. Và khi đến đây mà không nói đến các cái tiểu cảnh thiên nhiên thì thật là sai sót. Mình đang tiếp tục đến đây là khu vực tắm khoáng trà, phong cách của người phương Đông. Vì khi đến phương Đông thì chắc quốc gia nào cũng sẽ dùng trà, nên các hương liệu trà đây sẽ được bỏ vào tắm khoáng. Bây giờ thì mình sẽ xuống để trải nghiệm xem tắm trà khoáng như thế nào. Yeah, mùi trà đang bốc lên. Nước khoáng nóng các bạn ạ. Yeah. Và khi nói đến những cái lá trà thì chúng ta sẽ biết là công dụng quan trọng nhất đó là chống lão hóa. Thì khi tắm khoáng nóng mà với lá trà thì chúng ta sẽ vừa được thưởng thức mùi thơm của trà này, và các cái dược liệu mà có ở trong lá trà sẽ giúp chúng ta thải độc cơ thể này, tăng đề kháng này, rồi các cái tinh chất của trong suối khoáng nữa. Còn gì tuyệt vời hơn? Chúng ta tiếp tục đến một phong cách tắm khoáng tiếp theo, đó là tắm khoáng theo phong cách người dân tộc của các miền núi Việt Nam chúng ta. Đây là tắm lá dao đỏ các bạn ạ. Yeah. Mình đã thấy là một cái cửa sổ với những cái view hoa rất là xinh đẹp, và mùi hương lá của người dân tộc cũng mang một vị thơm thật là tuyệt vời. Không có một trải nghiệm nào giống trải nghiệm nào, nên mình nghĩ các bạn sẽ khi hưởng thụ ở đây thì cố gắng sẽ trải nghiệm hết nha các bạn. Yeah. Mình lại tiếp tục di chuyển đến một quốc gia mới. Yeah, đây là hồ ngâm rượu vang theo phong cách tắm khoáng của người Pháp. Nghe cái tên đã thấy lạ rồi đúng không các bạn? Nhưng ơi, mùi rượu thơm quá. Ui, nó vừa nóng mà mùi hương rượu bốc lên, thơm thiệt thơm lắm các bạn. Ôi, tắm khoáng là chuyện nhỏ, tắm rượu vang với khoáng mới là chuyện lớn. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một điều cũng rất đặc biệt ở nơi đây, đó là nhà sông nóng và nhà sông lạnh. Khi trải nghiệm những vị trí này thì các bạn sẽ hiểu hơn về những người đi biển ngày xa xưa. Họ đã luyện tập để rèn luyện thể lực của họ như nào để chống chọi được với cái giữa đại dương bao la. Trước tiên thì chúng ta sẽ vào nhà sông nóng. Với cái trường phái sông này thì chúng ta nhất định sẽ phải sông nóng trước rồi mới đến sông lạnh các bạn ha. Nói đến sông nóng thì có lẽ là có rất là nhiều bạn đã trải nghiệm rồi. Wow, nhà sông rất là lớn, đủ cho chúng ta đi chơi theo cả một nhóm hoặc là một gia đình tha hồ, vừa sông vừa thoải mái các bạn ạ. Thích quá. Và bây giờ thì sau khi sông nóng xong thì mình sẽ chuyển qua khu vực sông lạnh để chia sẻ cùng với các bạn xem sông lạnh nó như thế nào nhé. Đây chính là nhà sông lạnh. Bây giờ mời các bạn sẽ vào. Wow, mình đang từ khu vực ở bên nhà sông nóng, cơ thể mình rất nóng và lạnh, nhưng mà cũng không đáng sợ lắm, cũng thích lắm các bạn ạ. Nhưng mà cái này thì sẽ là không khuyến khích cho tất cả các bạn, mà chúng ta hãy dành cho những bạn có thể lực một chút nhé, cho an toàn. Yeah, ôi thích quá. Mình thì thấy là khi ở ngoài thời tiết đang nóng thì mình ở trong cái không khí lạnh này thì mình lại thấy rất là tuyệt vời. Và ở đây thì các bạn nhìn thế này, tất cả những cái đường ống này đang đóng băng hết, để biết được là họ đã rèn luyện thể lực khó khăn như thế nào. Ngoài ra thì mình cũng phải nói thêm là ở đây còn có hai hương vị tắm khoáng nữa, đó là tắm khoáng cà phê và tắm khoáng các loại hương hoa. Sau khi chúng ta đã xông hơi xong quy trình thì chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực hồ massage. Như vậy là các bạn sẽ được hưởng trọn gói để những người ngày xưa họ hưởng thụ ra sao. Ta-da! Ôi, một cái chiếc hồ đẹp quá theo phong cách Ai Cập này, với những rất là nhiều những cái cột tròn. Thích quá các bạn ơi, những cái vọt nước nó bắn vào mình. Thích ơi là thích luôn. Trời. Wow.
cứ ở đây mà cho cá gần nước cho massage mình không cũng đã thích rồi. Sau khi mà đã xông hơi cả sông nóng lẫn sông lạnh mà đi ra khu vực này thì đúng là cơ thể chúng ta sẽ tràn đầy năng lượng. Đây đúng là một khu nghỉ dưỡng tăng cường sức khỏe một cách tuyệt vời. Các bạn ơi, từ cái khu vực resort của mình thì chỉ đi mấy bước chân là sẽ đi vào cánh rừng. Đây chính là cánh rừng, công viên rừng nguyên sinh. Đầu tiên là ở ngoài cổng mình sẽ thấy có hai chú hươu để đón chào tất cả chúng ta. Các bạn biết không, khu rừng này đã có từ thời rất là xưa. Và khi người Pháp tìm ra suối nước nóng Bình Châu ở đây thì họ đã giữ nguyên hiện trạng khu rừng này. Và bên cạnh đây chính là khu resort của mình đang ở. Chi chi chi, ca ki ca, ca ki ki, la la la. Thích lắm. Ở cái khu rừng này á thì có rất là nhiều cái dạng cây dây leo như vậy này các bạn. Chỉ có những cái khu rừng nguyên sinh thì chúng ta mới có được điều đó. Có nghĩa là những thân leo ăn bám cứ chằng vào nhau để sống tiếp tục. Yeah. Cứ tung tăng trong khu rừng già này chúng ta sẽ cảm thấy rất là nhiều điều thú vị. Bởi vì mỗi một cái thân cây già mấy trăm năm cho chúng ta nhiều câu chuyện rất là tuyệt vời. Chúng đã là hiện thân ở nơi đây rất lâu rồi. Sau một hồi đi dạo tung tăng thì chúng ta đã đến được khu vực câu cá sấu. Ở nơi đây thì các bạn sẽ cùng với mình để khám phá xem các chú cá sấu là sao nhé. Wow, ôi sợ quá các bạn ơi. Ôi, các chú cá sấu đang nằm phơi nắng nè. Các chú ngủ đó. Một chú rất là to đang bơi ở giữa hồ. Cá sấu ở đây đều là cá sấu lâu năm hết các bạn ạ. Bao bao bao, sợ quá. Ở bên hồ này những chú cá sấu cũng rất là ghê. Đó, các chú đang bơi đó. Thả chi cha. Chúng ta tiếp tục khám phá nha. Ở đây có chú cá sấu rất to. Wow wow wow. Một chú cá sấu đang núp ngủ. Các chú cá sấu ở đây rất là ưa cây nha. Nó thích bóng mát. Các bạn sẽ nhìn thấy tỷ lệ vây của nó rất là to và thô. Là do những cái này sẽ chỉ được dày lên theo mỗi năm. Nên các chú cá sấu ở đây đều đã được nuôi từ năm 2003. Nên các bạn sẽ được ngắm kỹ. Mình sẽ quay thật sát cho các bạn. Mình cố gọi xem bạn ấy có chuyển động không. Nhưng các bạn cá sấu này rất lười. Nhìn dữ quá. Các cái vảy của nó thật là hung dữ. Các bạn nhìn coi những chú cá sấu béo ị thịt lười biếng. Chúng nằm. Mình làm gì cá chú cũng không đồng đầy. Trừ khi chúng ta thả một miếng mồi xuống. Bây giờ đến công đoạn thả mồi nha. Anh nhấc lên đi cho nó vồ cái vậy. Các bạn nhìn nè, để chú cá sấu này rất già. Quý giá của một chú cá sấu già 20 năm cho các bạn. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Ôi, bị tuột rồi, thương chú quá. Chú không ăn được rồi. Mình không cố ý. Chú giận rồi. Ta-da, ta-da. Ui, chú bị muốn rớt cái cằm của mình luôn. Chú thật là hung dữ. Chú giận rồi. Yeah. Yeah. Ui cái đầu thật đẹp. Ui. Kéo cá sấu lên. Ui, chú ăn rất chắc. Chú ăn cả cái cần câu của mình luôn. Ta-da. Trả lại cái cần cho tôi. Trả lại cái cần cho tôi chứ. Bạn xấu già này. Ăn xong rồi giữ cái cần của tôi luôn. Yeah. Dạ. Tại sao anh cột chặt quá sao nó không ăn được.
em không kéo được cái chứ. Được không? Được rồi. Ok. Vậy là mình đã có thể quay được thước phim về một chú cá sấu già 20 tuổi cho các bạn. Không dễ ở đâu có những chú cá sấu đủ già và đẹp như vậy. Ta-da! Yeah! Mình đã câu được một chú cá sấu. Oh! Chú vẫn chưa giật được miếng mồi của mình, thương quá. Như vậy là mình đã chia sẻ được với các bạn về trại nuôi cá sấu của tại xứ nước nóng Bình Châu, Mirana. Các bạn ơi, bây giờ tiếp tục thì mình đi đến cái khu vực là cho được cưỡi ngựa. Ở đây là giống ngựa bông kim rất là đẹp. Chú rất là xinh đẹp. Đây là giống ngựa của Việt Nam mình đó. Nhìn đẹp lắm các bạn ạ. Em dễ thương không? Và bây giờ thì mình sẽ cưỡi thử em nhé. Chú ngựa được đưa từ Thảo Nguyên về nên đây là vẫn còn đang khó tính nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm và chia sẻ cùng với các bạn nhé. Kìa, cái nhỏ. Đúng rồi, ok. Chú ngựa rất là đẹp, mình rất là thích. Chú ngựa mới được đưa về đây nên ra còn khá khó tính. Chú đang chưa quen lắm với vùng đất này. Và với cả anh này ngựa thì chú cũng chưa quen. Ở đây còn có một dịch vụ cho thuê xe đạp nên các bạn có thể đi xe đạp ở trong rừng rất là vui. Ta-da! Baby ơi, cái ngựa ông baby. Ta-da! Dạ. 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 Đi trước ha. Bạn này thể tham gia các giải đua được đó. Bạn phi nước đại giỏi lắm. Nhưng mà phải làm quen với bạn trong một thời gian dài. Đâm ra là hôm nay mình không thể tự cưỡi ngựa để chia sẻ cùng với các bạn. Có sự trợ giúp của anh này ngựa mà bạn còn muốn chống đối khi có người lạ cưỡi lên. Hiêu sao rất là nhiều. Có nhiều chú hiêu sao ở nơi đây. Đẹp lắm các bạn ạ. Ta ta ta. Có cây nai ở đây không bạn ngựa? Ở đây thì có những chuồng nuôi chim bồ câu. Có rất nhiều bồ câu ở đây nha các bạn. Đây là khu rừng già tự nhiên. Đâm ra là tất cả các thứ vật ở đây được nuôi theo môi trường rất là tự nhiên và sinh thái. Khi nào mà có dịp các bạn ghé thăm xứ nước Bình Châu thì nhớ là đến thăm các bạn ngựa bông kim ở khu vực này. Ở các nơi khác các bạn sẽ khó tìm được giống ngựa này. Chúng rất khỏe và chúng có thể tham gia vào các cuộc đua ngựa được. Bạn ấy bắt đầu quen mình nên ra là đã không chống đối như lúc đầu nữa. Bạn đi theo cái hướng của mình. Lúc đầu thì khi mình cưới bạn á, mình muốn sang trái thì bạn sang phải, mình muốn sang phải bạn lại sang trái. Mình sẽ bye bye bạn ngựa bông kim để đi vào khu vực trường ngựa chơi nha. Ta-da! Bye bye bạn ngựa bông kim. Bye bye. Bạn ngựa bông kim chào các bạn. Rồi em xuống luôn nha. Ok. Cảm ơn anh nhiều. Tung tăng trong khu rừng à, với rất là nhiều những cái cây lạ thì mình đang đi dần tới khu vực trường ngựa. Ở đây tất cả là những chú ngựa rất là đáng yêu. Đây là một giống ngựa gọi là ngựa bông kim. Em nhận ra là các bạn ơi, ngựa là một giống vật rất là hiền lành. Yêu lắm. Ngựa bông kim, các bạn nhìn bờm em cũng hai màu nè. Và thân bạn ấy cũng hai màu. Bạn ngựa rất là đẹp. Mình cưỡi bạn ngựa nhé. Cưỡi bạn ngựa nhé. Yêu. Bạn ngựa là đáng yêu lắm. Rất mê.
Ồ, các cái lớp cơ của ngựa bông kim làm lúc nào cũng rất là đẹp hơn các giống ngựa khác, bởi vì đấy là giống ngựa chiến, ngựa đua đấy các bạn. Chị ra. Ăn ngựa bông kim thật là đẹp đúng không các bạn? Lông bạn đẹp. Bây giờ thì mình sẽ tạm biệt các bạn ngựa và chúng ta sẽ đi tham quan khu vực rừng già ở nơi đây. Các bạn nhìn nè, những cái cây ăn vào trong thân nhà. Nhà được ghép toàn bộ bằng gỗ cây. Ta-da! Yeah! Bạn nào mà thích khám phá và thích trải nghiệm thì có thể chúng ta sẽ ngủ ở đây trong qua đêm cũng được đó. Yeah. Ôi, tuyệt vời quá. Yeah. Ở đây có rất là nhiều những cái thân cây leo mà đã cao lên được, đẹp quá. Yeah. Các bạn ơi, bây giờ thì mình giới thiệu với các bạn về cây. Đây là cây sộp. À, một cây sộp này chắc là có mặt ở trên khu rừng già này là mấy trăm năm. Bây giờ dáng cây đã có vẻ đổ nghiêng về phía trước và đã có một bạn gấu xuất hiện để cứu giúp cây sộp và cũng để canh giữ toàn bộ khu rừng. Yeah, các bạn hãy nhìn lên, bạn gấu thật là dễ thương. À, bạn gấu thật dũng mãnh khi đỡ cây sộp cổ già. Ta-da! Ta-da! Yeah! Ta-da! Ta-da! Mình lại tiếp tục đi khám phá khu rừng và đây lại là một ngôi nhà cây thứ hai. Wow, đầu tiên thì mình thấy là cái cây dây leo ở đây nó lớn hơn nhiều các bạn ạ. À, trời ơi, nó cuốn quanh luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào. Ở trong nhà là cả một cây dây leo đang mọc. À, nó mọc từ ở phía bên ngoài đó các bạn, nó từ dưới đi lên. Yeah. Ôi, thích quá. Như vậy là mình đã giới thiệu sơ lược với các bạn về khu vực suối nước nóng Bình Châu rất là nổi tiếng Minera. Hy vọng đây sẽ là một điểm đến, điểm trải nghiệm đầy thú vị dành cho tất cả các bạn. Những lượt like, những lượt share, những lượt đóng góp kênh của các bạn luôn là nguồn động viên quý báu dành cho kênh Khả Ái. Mình luôn yêu quý tất cả các bạn. I love everyone!